Vâng. Chúng ta thấy những ngày này rất là đặc biệt. Hôm qua chúng ta vừa kỷ niệm ngày lễ, đại lễ của dân tộc Giỗ Tổ Hùng Vương. Sáng hôm nay thì chúng ta lại khởi động với những thông tin của ngày ngày Tết độc lập của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các bạn nào dậy sớm chúng ta lên xem cái đoạn lịch sử đầu giờ mà thầy Trình đã trình chiếu cho các con xem đấy. Rất là tự hào. Thầy thấy có những cái khi mà chúng ta xem được cha mẹ cho phép xem thì cũng có những cái kênh lịch sử cũng rất là đáng tin cậy để chúng ta xem. Chiến thắng sau 21 năm chúng ta dân tộc Việt Nam chúng ta phải gồng mình chống lại cái đế quốc Mỹ hùng mạnh, đúng không nào? Cuối cùng thì chúng ta cũng giành được thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu non sông về một mối. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 chúng ta kỷ niệm ngày Tết độc lập của dân tộc. Và trong những ngày như vậy, chúng ta sống trong niềm tự hào, đồng thời chúng ta cũng không quên học tập phép tắc người con để làm người con hiếu thảo, làm công dân tốt của đất nước. Các con thấy chúng ta thật sự là rất là hạnh phúc. Chúng ta được sống trong hòa bình như thế này không phải là điều đơn giản. Các con lại được học tập để làm người, được học tập trên ghế nhà trường, trong cái xã hội là rất là yên bình, hòa bình. Đấy. Thì chúng ta phải biết trân trọng nói đơn giản là trân trọng cái cuộc sống này. Đấy. Chúng ta trân trọng cái cuộc đời này, cũng là đến cuộc đời này rất là an ổn, không biết chiến tranh là gì cả. Các con được sống trong hòa bình, không biết chiến tranh là gì. Để nói là chúng ta phải tri ân tới tới tổ tiên này, tới những người đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc chúng ta này. Chúng ta lại càng phải sống có ý nghĩa, học tập thật tốt, làm nhiều việc tốt để cuộc sống này của chúng ta nó ý nghĩa hơn. Như thường lệ thầy chia sẻ với các con cái câu kinh văn ở trong phép tắc người con. Hôm nay chúng ta học cái câu việc tuy nhỏ chớ tự làm. Cái câu kinh văn này thật sự là cũng rất quan trọng. Nó thực tiễn cái tâm hiếu thảo của chúng ta ở trong công việc. Đây là một cái lời nhắc nhở chúng ta. Đọc đến câu kinh văn này, có những lúc thầy có cảm xúc rất là sâu sắc. Nay tự nhiên lại nghĩ là hôm nay các con học cái câu này, thầy có cảm xúc rất là sâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là chúng ta khi nhỏ thì sống với cha mẹ 100% là phụ thuộc cha mẹ hết. Chúng ta phụ thuộc cha mẹ, được cha mẹ dạy bảo, gọi dạ bảo vâng, cái gì chúng ta cũng nghe lời cha mẹ hết. Nhưng khi chúng ta lớn lên một chút, có cái suy nghĩ riêng thì chúng ta thích làm theo ý mình, không nghe lời cha mẹ, không muốn nghe theo lời của cha mẹ, tự mình làm theo ý của mình. Cơ bản là chúng ta học cái câu việc tuy nhỏ chớ tự làm này chưa đủ sâu sắc. Chúng ta cũng không hiểu được tại sao lại việc tuy nhỏ chớ tự làm. Đây chính là chúng ta thực hành hiếu thảo đối với cha mẹ.
tự ý làm đến mức nào các con biết không? Rất nhiều việc, từ việc nhỏ đến việc lớn mình không có thông qua cha mẹ đều tự ý mình làm hết. Có mấy lần thầy nói nên ngay cả cưới vợ, cưới chồng chúng ta cũng không hỏi ý kiến cha mẹ. Nếu như chúng ta mà không nghe lời cha mẹ, không nghe lời người lớn, không được sự dẫn dắt chỉ bảo của người lớn, của thầy cô, làm sao có ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay khi ở trên lớp, thầy giáo Phọng Tây của thầy nói là chúng ta có cái thân mạng này này, chúng ta có cái hình hài này, chúng ta được học tập văn hóa truyền thống, thì không chỉ cha mẹ, thầy cô ở đời này, mà chắc chắn là nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp rồi chúng ta cũng đã được thân cận thầy hiền bạn tốt, cho nên đời này chúng ta mới được yên ổn mà học tập như thế này. Tự chúng ta để mà được như thế này thì khó lắm, mà chủ yếu là do chúng ta biết nghe lời, biết nghe lời ông bà cha mẹ, biết nghe lời thầy cô, cho nên chúng ta mới được như thế này. Thế mà đến bây giờ chúng ta biết một chút, chúng ta lại tự ý làm, thì thật sự là chúng ta chưa làm tròn được chữ hiếu đối với ông bà cha mẹ, đối với thầy cô. Vậy thì ngay từ khi còn nhỏ chúng ta phải làm thế nào? Để nói đơn giản thế này thôi, các con không tự ý dùng điện thoại của ông bà cha mẹ, các con có làm được không? Việc đơn giản như vậy chúng ta có làm được không? Chúng ta đi về nhà đói lắm rồi, thấy đồ ăn để đó, có tự ý ăn không? Đồ ăn ở trong tủ lạnh các con có tự ý lấy ra để dùng mà không xin phép cha mẹ không? Những việc đơn giản như thế thôi chúng ta cũng phải biết xin phép ông bà cha mẹ. Thì những cái việc này lâu dần nó thành cho mình một thói quen, thì từ việc nhỏ cho đến việc lớn chúng ta đều hỏi cha mẹ hết. Đều có ý thức, tức là trong tâm của chúng ta lúc nào cũng có cha mẹ. Làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ. Cái này chính là một cái đức hạnh nó hiển lộ, đức hạnh tốt. Tuy nhiên, chúng ta học cũng phải biết rằng là không được cứng nhắc. Nhá? Không cứng nhắc như thế nào? Tức là trong những trường hợp mà cần kíp, nguy cấp, thì chúng ta cũng có thể xử lý. Thầy nói ví dụ thế này. Các con có xe đạp đi học, đang đi trên đường, bạn ấy bảo cho mình ngồi với, cho mình đi học với. Thế thì mình lúc này lại nghĩ đến cái câu việc tuy nhỏ chớ tự làm, và từ từ để tớ về tớ hỏi bố mẹ tớ đã. Tớ xin phép bố mẹ tớ đã. Sắp muộn giờ rồi, xin phép sao được nữa. Thấy không nào? Những lúc này là chúng ta thấy là những việc tốt lợi ích cho người, có thể giúp đỡ người ngay lập tức, cứu vớt người khác ngay lập tức, thì chúng ta phải làm ngay. Rồi bẩm báo thưa với bố mẹ sau. Nhưng mà chúng ta không được lạm dụng, con nhé, không được lạm dụng cái việc này. Trong khả năng mà mình hỏi xin phép cha mẹ là mình phải hỏi. Có thời gian mà không xin phép thì chúng ta phạm cái câu kinh văn này. Cho nên là học cái câu kinh văn này các con lưu ý, tất cả những việc lớn nhỏ chúng ta đều phải xin phép cha mẹ, như vậy là đúng phép. Cái phần này thầy Phúc Hoàng chia sẻ với các con đến đây. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.